dùng rượu vào, hiểu không? Nó nói vậy là nó lấy nhanh, thấy thấy mình nó bảo mình chuyển tiền cho mình, thì lúc đó nó cần tiền của mình đi nữa, hiểu không? Nó chuyển tiền mình mới đi, hiểu không? Nó chốt là nó cũng có ít tiền rồi, hiểu không? Chốt là nó có tiền rồi, chốt hàng nó phải có tiền rồi, nó làm như thế. Giáng hỏi chứ, giáng hỏi đi. Some of them.